Chào mừng bạn đã đến với Trần Minh Hoàng Official. Thì rất vui được gặp bạn và làm quen với bạn. Thì bạn và tôi đều quý thời gian. Chúng ta đều là những doanh nhân, những người làm kinh doanh. Thì bạn phải biết là bạn có mặt ở đây thì bạn sẽ được cái gì thì bạn mới ở lại, đúng không? Thì giới thiệu qua một chút. Thì tôi là cũng là một người làm về kinh doanh, cũng từng va vấp và trải qua rất là nhiều thất bại trong cái cuộc đời kinh doanh của mình. Thì tôi tạo ra cái kênh video này để muốn chia sẻ với các bạn là những cái bài học mà tôi đã trải qua, những kinh nghiệm mà tôi đã trải qua đấy. Chứ như bạn biết đấy, thì tôi cũng đi học rất là nhiều. Thì ở các khóa học thì các diễn giả thường nói về những nguyên tắc này, những bài học này. Nhưng mà những bài học thì nó chỉ dừng lại ở mức độ đấy thôi. Bạn chưa chắc gì bạn đã áp dụng được những cái bài học đó vào trong cuộc sống của mình. Thì ở trong đây thì những cái video này mà tôi làm á, thì hoàn toàn là xuất phát từ ở trong đầu tôi có cái gì thì tôi nói ra như vậy hết. Tôi không có chỉnh sửa để nguyên bản như vậy. Thì để cho bạn biết được là cái tư duy của một người thành công là như thế nào, để bạn có thể học theo và các bạn áp dụng cho cuộc sống của mình. Thì chúc các bạn có một năm làm việc thật là tuyệt vời, thật là thành công. Và xin hãy bấm qua cái phần playlist hoặc là video để khám phá những cái video tiếp theo nha. Và hãy subscribe cái kênh của tôi để có thể nhận được những cái video mới nhất. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúc một ngày tuyệt vời.